Bạch Quan, đi, đi, dạ. Để cho bà nói với tôi đi. Không, tôi cũng đã hôm ấy, hôm mùng 7 giữa 12 tới giờ đến 12 rưỡi trưa mùng 7 tháng 6, thế gia đình tôi thì hai vợ chồng thì nghỉ phép ở nhà mấy mấy đứa con. Thế nên là nó máy bay nó đến không kịp báo động, thế là không thể chạy, coi như là gia đình tôi thì chết mất 4 người, 3 người, còn mình tôi bị thương. Tôi thấy cái phản thù của đế quốc Mỹ không biết đến bao giờ. Gia đình tôi đương hùm chuộc với nhau, gia đình 7 người con, 2 vợ chồng là 9. Bây giờ chồng chết, con chết, còn tôi là bị thương, còn 4 đứa con, 5 đứa con dại. Tôi ở nhà, ai nuôi cho tôi? Cháu học lên nghỉ hè, cháu về đỡ cha mẹ cháu hay nha, cháu đi về hai lâu thôi. Máy bay nó đến, bay nó đến rồi nhà cháu bị nó bỏ, cháu mong làm sao cháu khỏi, cháu đi bộ đội cho bắn máy bay. Tôi rất con của mình nghĩ báo cáo các bạn là đêm 15 dạng ngày 16 tháng 4 năm 72, lúc bây giờ khoảng 2 giờ 15 phút rồi đêm hôm ấy thì là máy bay Mỹ có vào lần trước thì tôi nghe tiếng thế nhưng mà không dám ra. Thế cho đến lần thứ hai thì máy bay Mỹ có bay vào thì có hét đi, thì lúc bây giờ làm cũng làm hết cả hồn vía những trong gia đình. Thì lúc bây giờ tôi thì trong gia đình tôi có mấy người là trong thì là tôi mới nằm không cần giường tất cả, thì là tôi không ra. Thì lúc bây giờ thì là về sau này thì là thấy bỏ bom, thấy Mỹ bỏ bom thì thấy thì chớp sáng, nhưng mà động to tiếng nổ to quá. Thì lúc bây giờ trong gia đình tôi nằm ở trong gia đình, lúc bây giờ con cái tôi thì đi vắng mấy người, còn trong gia đình tôi còn có 4 người thì nằm ở trong gia đình thì là nhà thì là động, lúc bây giờ nhà đổ hết thành bay mất cả nhà, thì còn độc tường thôi. Còn độc tường thôi thì dậy thì tôi thức dậy thì là tôi sang bên nhà con tôi, thì lúc bây giờ cái nhà này thì là mới hết cả nhà rồi, chẳng còn gì cả, tường cũng đổ tại cả rồi. Thì tức là ra đây thì là gọi con không thấy. Thì trong gia đình con cả tôi ở đây thì là có 5 người gọi nó có ngén, thì tôi ra tôi gọi con tôi thì không thấy. Thì thấy đây một cái hố bom, đây hố bom này thì nhà cửa bay mất cả rồi, thì còn mỗi một người con tôi thì nằm ngất ngoái chết ở đây thôi. Còn người vợ
cả đó, vợ của nó thì cũng có mang 4 tháng. Thì thằng kia chết, chỉ còn ngang người thôi, bay mất. Còn người con của nó 15 tuổi, con gái tên là Nghển thì bay mất xác. Còn con thứ con trai của nó tên là Trần Văn Triều thì cũng chỉ còn mất xác, chỉ còn tí bị áo thôi, không gì cả. Còn tên con bé con thì cũng chết, thì đẹp nhà ra thì nằm ngoài này. Thì tôi lại sang bên con thứ hai tôi bên đây, thì tôi gọi con tôi thì chẳng thấy gì, cũng mất cả nhà cửa. Thì ở trước cửa này một quả bom vào giữa cửa nhà, phố nhà này một quả bom. Thì trước tôi gọi con tôi chả thấy gì cả, thì con mỗi một thằng bé thì nó kêu lên, thì là thằng bé 11 tuổi nó kêu lên thì nó gãy chẳng một bên đùi này. Còn bố mẹ nó thì chết hết cả nhà, gồm con 6 người thì còn sót một nó. Thì là bố nó thì chết võ mất đứng đầu này, chết mất. Còn mẹ nó thì chết, thì còn bộ quần áo thì đắp đi cùng. Thế là hôm nay cháu không? Con nhớ ngày đồng tốt đâu rồi hả con? Con cố học đi nhá. Cố học đi. Con học thế đâu, con còn nhớ bố mẹ đâu lắm phải không? Hôm nay cháu cả mình đi chung đi bà con. Cháu này chân có đòn đau nữa không? Cháu hôm nay chân tay nó còn đòn, có đây nó đỡ đau à? Cháu này cháu học sách gì đây? Cháu đọc sách gì đây? Cháu đọc sách gì đây? Cháu hôm nay cháu đỡ đau rồi phải không? Cháu chịu khó học đi nhá. Có học đi rồi ngày sau nhớ lên để mà trả thù cho bố mẹ cháu nhá. Mỹ Sơn nó cho nó máy bay nó bom và xé xác của bố cháu ra từng mảnh vứt ra, còn tất cả các em cháu bị mất. Thì hôm nó ném bom thì khi máy bay đến thì em có nghe thấy tiếng máy bay tiếng bom không? Lúc máy bay đến thì coi là chỉ thấy máy bay đến mà không nghe thấy tiếng bom. Và hôm đấy cháu thì không có ở nhà, cháu đi ngủ nhờ ở nhà hàng xóm ở trên kia. Cái phần thì những cái gia đình bị chết rồi nằm ở nhà đây. Vâng, còn bao nhiêu người ở nhà chết, còn muốn hai em nhỏ và cháu này thì coi là bị bom có súng vùi lên thì bớ ra thì còn thấy hai em nhỏ của cháu đây. Bây giờ còn có 3 anh em. 4 anh em, còn anh cháu thì coi là đi làm. Tức là lúc ấy anh cháu đi làm xa. Vâng. Gia đình có thiệt hại đồ đạc. Gia đình coi là mất hết công an cái gì. Nhà ở đây thì. Nhà ở đây thì coi là thôn với lại thôn bạn họ sang họ xây dựng cho cái. Như thế là ngày 16 thì hồi 9 giờ rưỡi như thế là giặc Mỹ tự nhiên đem máy bay đến bắn phá khu chúng tôi. Thế thì trong cái hoàn cảnh là chúng tôi hiện nay thì ở cái khu vực này ấy, thì là đều là dân cư thôi, không có cái mục tiêu quân sự gì cả.
khi máy bay đến rất là nhiều và ồ ạt đến thì gia đình tôi và các cháu đều chui xuống hầm trú ẩn. Trên hầm trú ẩn thì đều có ngụy trang và để những cái chăn để lên để tránh mạnh mảnh đạn rơi xuống. Thì trong cái lúc đó thì bom đánh xuống rất là ồ ạt và chỉ nghe thấy tiếng bụp một cái thôi. Thế và bầu các cháu bịt tai lại thì quay sang thì chỉ thấy bà cụ bế thì bế con như thế này. Thì cháu đã mất đi rồi. Càng bầu là thôi chết rồi, con tôi chết rồi. Con tôi chết rồi, thôi con nằm đây để mẹ như chú bố. Lúc bây giờ tôi vất cháu vào một cái nhà bên cạnh. Sau đó nhảy xuống hầm thì chồng tôi chết. Bà mẹ chồng nằm vật ra và cháu nhỏ này đều nằm xuống. Thì lúc giờ tôi mới lôi vào thì coi như thế là chồng thì bị bổ dọc đầu thế này và sủng một đạn. Và tay tôi lúc bây giờ rụt xuống này và mảnh đạn ở đây máu cứ chảy ra. Thế thì lúc bây giờ thì lôi các cháu và bà cụ vào trong nhà. Sau đó thì tôi quỳ xuống băng cho chồng. Băng cho chồng xong thì bắt đầu tiêm cho anh ấy hai mũi hai bên. Thế và thằng này nó khóc là bố ơi, bố đi dậy đi. Bố đừng chết, bố sống đi. Thì tôi có nói với cháu rằng thôi bố không chết đâu, con yên chí. Thì lúc bây giờ cháu kêu rằng tôi chóng mặt quá, tôi chóng mặt con chóng mặt quá. Thì tôi bảo là tôi con yên chí. Thì tôi bắt đầu tôi tiêm cho cháu và băng cho cháu này. Thì đầu cháu nát. Thế thì quay sang nhìn thấy bà cụ đây thì hết xương đây, băng lại cho bà. Và cánh tay cũng nát hết cả. Thì lúc bây giờ tôi thấy rằng đau thương quá, không thể làm thế nào được. Đành phải là băng bó xong đâu đối thì máy bay đặc Mỹ lúc bây giờ nên ngừng ném bom. Thì đội tải tương bắt đầu đến. Thì lúc bây giờ thì võng nhà tôi, chồng tôi và các cháu này đi ra bệnh viện. Lúc bây giờ cánh tay chỉ còn một cánh tay để làm các cháu đi. Thì với cái hoàn cảnh như thế thì các đồng chí tải tương lại đem tới bệnh viện để cấp cứu. Thế trong lúc mà bị như thế thì bị cái quả bom này ba quả rơi đây một quả đây một quả rồi bom xuyên này vâng trong sáng ngang như thế này và các cháu này bị thương con coi như là cánh tay cháu đi nát này. Thế là mạnh đạn của cháu hai thằng này cái thay tôi đi rồi thì tôi biết không nào bây giờ một nách thì mình một mẹ già 70 tuổi và hai cháu thơ như thế này không biết mình với hoàn cảnh này thì tôi chỉ biết rằng các ông đến đây thì tôi tố cáo cái đội đế quốc Mỹ nó đã tàn sát nhân dân chúng tôi mà trong đó có gia đình chúng tôi như thế để nhờ các ông tố cáo với thế giới rằng đấy hành động ném bom của chúng đối với những bà già và trẻ con chúng tôi như thế